Tôi xin được giới thiệu tới bạn công nghệ điều khiển các thiết bị thông minh trong ngôi nhà thông minh BKV Smart Home thông qua giao diện 3D trực quan trên màn hình cảm ứng của tablet hoặc là điện thoại di động. Thì như bạn thấy ở đây, đây là cái giao diện điều khiển trực quan 3D. Thì tất cả các thiết bị ở trong ngôi nhà của chúng ta sẽ được mô phỏng giống như thực tế chúng ta đang sử dụng. Thì đây là TV này. Cái TV sau lưng mình ấy đúng không anh? Vâng, đây chính là cái TV ở sau lưng. Hệ thống điều hòa này. Đấy. Hệ thống đèn. Tất cả cái hệ thống đèn trong nhà chúng ta đều được mô phỏng thực tế. Đấy, đây hệ thống đèn. Đó, và vị trí các hệ thống rèm ở bên ngoài, rèm cửa. Đấy. Thì đều được mô phỏng giống như thực tế chúng ta đang sử dụng trong ngôi nhà của mình. Trong như chơi game vào đây anh. Dạ vâng. Anh cho em xem điều khiển nó như thế nào được không? Vâng, thì mình sẽ điều khiển để các bạn thấy. Để điều khiển bật tắt hệ thống đèn chúng ta đơn giản bằng cách chúng ta chạm vào hệ thống đèn đấy và chúng ta chọn tắt. Đấy. Thì các bạn thấy là hệ thống đèn sẽ tự động tắt. Và nó sẽ kết hợp hai chế độ, nhất là hệ thống đèn tắt tức thì và hệ thống đèn tắt dimmer. Chúng ta có thể dễ dàng bật lên thông qua nút chạm đây. Đấy. Và để đóng mở rèm thì chúng ta cũng chỉ cần chạm vào hệ thống rèm và chúng ta chọn mở rèm. Đấy. Thì hệ thống rèm này nó có thể đóng mở theo cái nhu cầu của chúng ta. Giờ chúng ta đóng lại. Đấy. Ví dụ như là nó có đóng được mình muốn đóng một nửa thôi được không? Được, ở đây mình có thể là chọn, ví dụ đang đóng 50%, chúng ta có thể là chọn đến 50% của nó ở đây. Đấy, bằng cách điều chỉnh phần trăm ở trên hệ thống này. Còn cái bên phải anh đóng xuống. Đây, mình cũng sẽ chạm vào cái rèm bên phải ở đây. Đấy, đóng xuống. Đấy, thì các bạn thấy là khi rèm đóng xuống thì cái trạng thái của hệ thống rèm cũng được thể hiện trên màn hình tablet rất rõ ràng. Anh ơi, cái này em xem thao tác có vẻ đơn giản nhỉ? Vâng, thì như bạn thấy thì thao tác sử dụng rất là đơn giản bằng cách là chúng ta chỉ cần chạm vào cái thiết bị mà chúng ta muốn điều khiển. Thế thì với những cái thao tác đơn giản như này thì đối với người già và trẻ con cũng có thể dễ dàng để điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà thông minh BKV Smart Home. Và anh thử tắt cái TV đằng sau xem nào. Vâng, mình sẽ chạm vào TV để tắt chúng. Anh cho tí nhạc lên xem nào. Đây mình sẽ bật nhạc lên. Ui giời, cho nhỏ anh. À vâng. Thì bạn có thể tăng giảm âm lượng thông qua giao diện của màn hình. Đấy. Cái này nhìn kia mình đang điều khiển thật đấy. Vâng. Mà cái này qua tablet thì chắc là em đi vắng em vẫn điều khiển được các thiết bị trong nhà. Nhỡ đi ngoài mà quên tắt TV thì chắc tắt được. Dạ vâng. Thì hệ thống nhà thông minh BKV Smart Home thì cho phép người dùng có thể là điều khiển cũng như là kiểm soát được các thiết bị trong nhà thông qua giao diện 3D trên màn hình tablet của mình. Và chỉ cần ở đâu có kết nối Internet là chúng ta có thể là điều khiển chúng được. Mà ở đây chỉ là cái giao diện phòng khách đúng không anh? Có mình có sang phòng khác được không? Có chứ bạn. Thì giống như ở trong ngôi nhà của chúng ta thôi. Trước tiên thì mình sẽ giảm cái âm lượng nhạc đi để chúng ta tiện trao đổi. Thì giống như ngôi nhà của chúng ta đi từ phòng khách sang phòng ngủ thì chúng ta cũng thông qua các cánh cửa. Thế thì ở đây thì trên màn hình cũng có thể hiện rõ là các cửa ở các phòng. Đây là chúng ta đi sang phòng ngủ. Đấy. Đây là phòng ngủ. Đấy. Là cái phòng bên kia đúng không anh? Vâng, đúng rồi. Đấy, thì ở đây thì tất cả các thiết bị cũng đều được mô phỏng thực tế.
Anh ơi, cái này ngoài cái chức năng mà bật tắt ra nó còn cái gì không anh? Vâng, thì như bạn thấy là nhà thông minh BKV Smart Home thì ngoài những cái kịch bản điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà của mình thì hệ thống còn hỗ trợ cho người dùng là có thể là kiểm soát ngôi nhà từ xa thông qua giao diện trên màn hình cảm ứng. Khi chúng ta đi ra ngoài chỉ cần nơi nào có kết nối internet là chúng ta có thể là kiểm soát ngôi nhà của mình. Thì như bạn thấy ở đây là cái giao diện về hệ thống an ninh. Thì khi có người lạ ở trong cái khu vực nhà chúng ta thì hệ thống tự động báo đỏ và hệ thống camera cũng soi trực tiếp đến vị trí đấy. Đây là báo đỏ là vì mình đang đứng đúng chỗ này đúng không anh? Vâng, đúng rồi ạ. Thế cái này tiện nhỉ? Mà còn dễ sử dụng nữa, chắc là em phải thu xếp em làm một bộ cho nhà em thôi. Vâng, thì trong thời gian tới nếu bạn có nhu cầu cần tư vấn về nhà thông minh BKV Smart Home thì xin mời bạn ghé qua showroom của BKV Smart Home tại khu đô thị Tham City. Vâng, xin cảm ơn bạn ạ.